Đinh Mạnh Ninh cưới. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào 2/6. Danh tính cô dâu vẫn được giữ kín. Theo nguồn tin của Tri Thức, New, Đinh Mạnh Ninh chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Nam ca sĩ cử hành lễ ăn hỏi vào 19/5, sau đó tổ chức lễ cưới tại Bắc Giang ngày 26 tháng 5 và 2 tháng 6 tại Hà Nội. Đinh Mạnh Ninh muốn tổ chức lễ cưới riêng tư, chỉ mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người thân. Hiện, thiệp mời của nam ca sĩ đã được gửi tới bạn bè. Những ngày qua, Đinh Mạnh Ninh hé lộ một số hình cưới nhưng không chia sẻ danh tính cô dâu cũng như thông tin cụ thể về buổi lễ. Được biết, vợ sắp cưới của Đinh Mạnh Ninh tên là Trang. Vào 1/4, Đinh Mạnh Ninh tuyên bố kết hôn trong năm nay. Tuy nhiên, thông tin được đưa ra đúng ngày cả tháng 4 nên bạn bè, khán giả cho rằng đó chỉ là lời nói đùa từ nam ca sĩ. Không lâu sau đó, Đinh Mạnh Ninh đăng ảnh cầm tay một cô gái, kèm thông báo cầu hôn thành công. Trong suốt quá trình đó, Đinh Mạnh Ninh đều giấu kín gương mặt bạn gái. Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989 tại Bắc Giang, bước chân vào ngành giải trí năm 2005 khi giành giải nhất tuổi đời mênh mông, sau đó giành giải triển vọng trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Anh từng hoạt động trong nhóm nhạc M4U, sau đó phát triển sự nghiệp solo. Nam ca sĩ có một số ca khúc nổi tiếng, điển hình là Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.